Xin chào các bạn, lại là Hà đây. Mời các bạn đến với bộ phim Hung thủ vẫn chưa ngủ. Vị đại gia khét lẹt này bị trói vào giường, cô gái mà anh ta mới cưới về hỏi anh ba câu hỏi: tôi thích màu gì? Anh có yêu tôi không? Nếu anh trả lời sai, tôi sẽ tặng anh ngàn đao, vạn kiếm. Có vào thẩm mỹ viện, chất tiền cao như núi, cũng không cứu được gương mặt xấu xí, đáng ghét này. Người đàn ông bị trói trên giường hoảng loạn khi rước nhầm một con sư tử Hà Đông về nhà. Anh ta đã làm gì mà cô gái yếu đuối, nhỏ bé này lại trở nên to gan đến vậy? Các bạn hãy cùng Hà khám phá câu chuyện nhé. Tư Mẫn là cô gái có xuất phát điểm không tệ chút nào, dù gia đình không thuộc hàng danh gia vọng tộc nhưng cũng khá là danh giá. Chỉ có một điều khổ đau là mẹ cô rất hám tiền. Bà chỉ mong con gái được gả vào nhà đệ nhất phú gia để muôn đời giàu sang, phú quý. Người mẹ đã đan tâm gả con mình cho Lý Vĩ Thần, một người đàn ông ăn chơi giàu có nổi tiếng nhất Hồng Kông. Ông là người có máu mặt và địa vị tại xứ Càng Thâm này. Vị đại gia rất coi nhẹ phụ nữ, hắn thay bồ còn hơn thay áo. Các bóng hồng bên đời chỉ là thứ đồ chơi rẻ rúng dưới chân anh ta. Đồng ý cưới Tư Mẫn chỉ vì hắn nghĩ rằng cô gái nhà lành, sạch sẽ này thích hợp làm máy đẻ, giữ nhà cho hắn. Anh ta đưa cô vợ sắp cưới về nhà trên chiếc siêu xe lồng lộn. Hắn tặng cô chiếc nhẫn kim cương to còn hơn quả trứng. Số tiền hồi môn khổng lồ cũng được nhanh chóng chuyển vào tài khoản của cô gái. Đứng trước sức cám dỗ quá lớn, mọi phụ nữ đều rung rinh. Duy chỉ có Tư Mẫn là không, quá trời tiền như vậy cũng không mua được một nụ hôn của nàng. Vị đại gia có vẻ không hài lòng, anh ta đưa vị hôn thê về nhà rồi bỏ đi chim chuột cùng người khác. Thật ra cô gái từ chối nụ hôn từ người chồng sắp cưới vì cô e ngại ánh nhìn từ anh tài xế mà thôi. Một người bảo vệ mặt đầy sẹo đến chỗ Tư Mẫn, anh ta trao cho cô một lá thư. Nhìn người bảo vệ, cô hơi lo lắng sợ hãi. Ngập ngừng giây lát trong thang máy, cô quyết định quay lại bãi xe. Lái xe đến nhà của một chàng trai, Á Chiết. Anh ấy là người đàn ông mà cô gái thật lòng yêu. Lần đầu tiên cô gặp Á Chiết khi anh đến nhờ cô chăm sóc con chó cưng của mình. Dần dần, họ quen nhau và nảy sinh tình cảm. Nhưng Á Chiết luôn che giấu tình cảm của mình, bỏ mặc cô gái ôm mối tình si, tranh đấu với cuộc hôn nhân sắp đặt của cha mẹ. Cô gái trao cho chàng trai chìa khóa cửa hàng thú cưng. Cô muốn nhờ anh chăm sóc giúp những chú cún khi cô đi lấy chồng. Nhưng anh ấy từ chối giúp Tư Mẫn. Anh cũng không có ý định giữ cô lại, dù nàng đã nhiều lần gợi ý rằng cô yêu anh và sẵn sàng chống lại mệnh lệnh của mẹ mình để ở bên Á Chiết. Cô gái đành lên xe quay về. Trên đường về, trái tim cô gái vụn vỡ vì yêu. Bầu trời hôm nay cũng u ám một cách kỳ lạ. Con đường phía trước bị chặn lại bởi một núi rác. Cô gái không thể tiếp tục lái xe được nữa. Cô xuống xe để dọn đường thì một bóng đen xuất hiện sau lưng. Người đàn ông đánh ngất và lôi cô đi. Khi tỉnh lại, Tư Mẫn thấy mình bị lột trần và trói trên giường. Cô ấy nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang tróo quần của cô vào túi đen. Cô gái cảm thấy mình rách rưới, tàn tạ kinh khủng. Cảm giác xấu hổ và sợ hãi dâng lên trong tâm trí. Dù cố gắng kêu cứu trong tuyệt vọng, nhưng vì nơi này quá hoang vắng nên không ai quan tâm đến tiếng thét vô vọng của cô. Kẻ mặc đồ đen nghe nhạc hòa cùng tiếng khóc nức nở của Tư Mẫn. Sau khi hòa mình cùng âm nhạc, hắn ta mở cái ô cửa sổ nhỏ xíu nhìn vào bên trong phòng nơi cô gái đang nằm. Bắt gặp ánh mắt cầu xin của cô, hắn vào phòng vung dao lên chặt đứt dây trói. Nhìn thấy cặp lông mày của người đàn ông, cô gái thấy có gì đó quen quen. Hình như mình đã gặp người này ở đâu rồi. Trong giờ phút khó khăn này, cô chỉ nghĩ về Á Chiết. Người đàn ông mặc đồ đen lại đến khiến cô gái sợ hãi. Anh ta không nói gì mà chỉ âm thầm cướp mất 1.000 lượng vàng của cô gái, rồi im lặng bỏ đi. Cô gái bắt đầu nghi ngờ người đàn ông ám hại mình chính là tài xế của ông chồng giàu có. Nhìn anh ta rất gian xảo. Khi phát hiện ra cánh cửa trong phòng được làm bằng bọt, cô gái cố gắng phá bỏ nó để tạo một lỗ thông ra bên ngoài. Cô kéo mạnh sợi dây thì âm nhạc bỗng nhiên im bặt, bị bắt quả tang đang tìm cách chạy trốn. Gã đàn ông vào phòng và lại làm cô gái bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Tư Mẫn thấy mình đang ngồi trong xe với quần áo đầy đủ trên người. Khi người bảo vệ đến hỏi thăm tình hình của cô, Tư Mẫn hoảng sợ đóng sầm cửa ô tô lại. Cô không còn dám tin vào ai cả. Về nhà, cô ấy đau khổ cọ rửa khắp người. Mẹ Tư Mẫn lúc này chỉ say mê ngắm nhìn chiếc áo cưới triệu đô mà không ngó ngàng gì đến những biểu hiện kỳ lạ của cô con gái. Ông chồng giàu có chỉ cưới vợ về làm bình hoa để trưng, hắn vẫn tiệc tùng đêm đêm cùng hàng tá cô nàng xinh đẹp. Chỉ cần có cô em ghen tị vì anh đây sắp kết hôn, Vĩ Thần hào phóng bù đắp ngay cho người đẹp một chiếc nhẫn kim cương đắt giá. Hoa nhà làm sao có mùi tà giang như hoa dại mọc ven đường. Cặp đôi giang giang, díu díu, mập mờ cười phá lên. Thiên kim tiểu thư danh giá bị làm nhục trước ngày cưới nhưng không dám hé răng nửa lời với cảnh sát. Cô sợ mang lại tai tiếng cho gia đình. Cô gái chọn cách ngu ngốc nhất là giấu nhẹm mọi thứ, giả vờ như không có gì xảy ra để kết hôn cùng vị đại gia khét tiếng. Trong ngày cưới, chồng cô đã nhận được tin nhắn ẩn danh. Bên trong là bức ảnh vợ mình không mảnh vải che thân. Khi biết sự thật, ông chồng điên tiết lên. Anh ta muốn cưới một người vợ hiền trong sạch, ai ngờ lại bị kẻ khác đội cho một chiếc mũ xanh trên đầu. Tư Mẫn muốn ly hôn nhưng chồng cô không đồng ý. Anh ta không muốn gia đình bị báo chí phanh phui.
công việc làm ăn của anh ta sẽ bị ảnh hưởng. Anh ta lập tức trở nên rất nhẫn tâm, ngoài mặt thì nâng ly chúc mừng với mọi người như không có chuyện gì xảy ra. Về nhà anh ta rẻ rúng Tư Mẫn không bằng một chú chó. Anh ném hết quần áo của cô ra ngoài, quăng cô đến phòng của người giúp việc trong nhà. Tư Mẫn không phản kháng mà nhẫn nại nghe theo. Đêm đó, cô không thể ngủ được nếu không uống thuốc. Nhiều cơn ác mộng ập đến. Cô mơ thấy mình bị chồng giam cầm và đặt trên bàn như một con cừu bị giết thịt. Cô sợ hãi đi tìm Á Chiết. Cô cảm thấy yên ổn khi ở trong vòng tay của anh. Á Chiết nhìn cô với ánh mắt thất thần kỳ lạ. Khi trở về, cô biết chồng mình đang mang người phụ nữ khác về nhà, nhưng cô mặc kệ. Dù sao hai người cũng sắp ly hôn rồi. Đêm đó, Tư Mẫn nhận được một tin nhắn khác từ người đàn ông mặc đồ đen. Anh ta đề nghị cùng cô hợp tác trả thù vĩ thần. Anh ta biết rằng chồng cô đã buôn lậu vàng. Chỉ cần lấy điện thoại của anh ta là có thể tìm được bằng chứng. Cô gái lấy hết can đảm để đồng ý. Đêm đó, cô âm thầm đánh cắp điện thoại của chồng mình. Nhưng sớm bị ông chồng phát hiện. Cô gái sợ hãi vung dao tự vệ. Cô nói rằng cô biết rõ những việc làm xấu xa của chồng. Ông chồng hung hăng lao đến khống chế cô bằng vòi hoa sen. Khi cô sắp ngạt thở thì A Chiết bất ngờ xuất hiện giải cứu cho người đẹp. Anh ta nói rằng sau khi nói chuyện với Tư Mẫn, anh thấy không yên tâm nên đến xem nàng thế nào. Vừa hay đã kịp thời giải cứu. Anh ta định gọi cho cảnh sát, nhưng cô gái lúc này điên rồi. Cô ta muốn trả thù chồng. Chính anh ta đã khiến cô ra nông nỗi này. A Chiết hứa sẽ giúp cô trả thù. Hai anh chị mang ông chồng giàu có của Tư Mẫn đến nơi bí mật của A Chiết. Khi Tư Mẫn muốn tìm thứ gì đó để trói anh ta lại thì tình cờ tìm thấy sợi dây quen thuộc mà cô từng bị trói. Cả con dao mà kẻ thù ác đã dùng để cắt dây cho cô. Tâm trí cô gái rối bời, chẳng lẽ A Chiết lại chính là người đàn ông mặc áo đen tiếp cận cô với mục đích để trả thù. Cái chết của vợ A Chiết có liên quan đến vĩ thần. Hắn ta đã làm hại vợ anh, khiến cô ấy bụng ngày càng to lên. Khi cô ấy sinh con ra, A Chiết vẫn yêu thương và coi đứa trẻ như con của mình. Nhưng không chịu được áp lực, cô vợ đã bay như chim xuống bên dưới một tòa nhà, rồi lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Khi biết người đàn ông mình yêu thương chỉ xem mình là một công cụ để trả thù, Tư Mẫn không thể chịu đựng được nữa. Vợ của anh bị người đàn ông xấu xa này hại, rồi anh lại quay sang hại tôi ư? Tôi có tội tình gì chứ? A Chiết muốn hại Tư Mẫn vì nghĩ rằng cô sẽ đi báo cảnh sát làm cho vĩ thần mất mặt, nhưng ngờ đâu, cô nàng giấu nhẹm chẳng những thế, chồng cô cũng không hề yêu cô. Hại người không thu được kết quả gì. Ngược lại, A Chiết lại phát hiện ra mình thật sự có tình cảm với nạn nhân. A Chiết dỗ dành Tư Mẫn cùng mình làm lại từ đầu. Cô gái nhẹ dạ tin theo. Hai đứa một nam, một nữ đến nơi giam giữ vĩ thần hỏi anh ba câu hỏi. Tôi thích màu gì? Anh có yêu tôi không? Nếu anh trả lời sai, tôi sẽ tặng anh ngàn đao, vạn kiếm. Người đàn ông bị trói trên giường hoảng loạn khi chứng kiến con sư tử Hà Đông mình mới rước về nhà nổi cơn điên loạn. Tư Mẫn đưa con dao cho A Chiết, anh ta ra tay dứt khoát tiễn bay màu ông chồng xấu số. Xong xuôi đâu đó, A Chiết mang nước cho cô gái uống. Uống xong, cô ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại thì cô ấy trở thành hung thủ giết chồng, rồi sợ tội mà tự xử bằng thuốc. Toàn bộ hiện trường vụ án chỉ đích danh Tư Mẫn là hung thủ. Lúc này, bộ mặt thật của A Chiết mới bại lộ. Thì ra, anh ta cũng không phải A Chiết. Anh chính là anh vợ của A Chiết. A Chiết thật sự không chịu nổi sự ra đi của vợ cũng đã tìm đường xuống suối vàng sau đó. Mặc dù anh ta ngụy trang rất nghiêm ngặt hiện trường vụ án, nhưng cảnh sát vẫn tìm ra manh mối. Cuối cùng anh ta đã bị trừng phạt bởi pháp luật. Xem xong phim, Hà thấy rằng chúng ta không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Đừng bao giờ đánh giá mọi người bằng vẻ bề ngoài. Nhân viên bảo vệ với vết sẹo trên mặt thực sự là một chàng trai tốt. Còn anh chàng A Chiết trông chân chất, thật thà nhưng lại nhẫn tâm đến không ngờ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tóm tắt phim sau. Nếu các bạn thấy phim hay hãy đăng ký để tiếp tục xem những phim như vậy nữa nhé. Cảm ơn các bạn.